Hiện tại thì Pháp Thái đang có mặt tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Xin chia sẻ với quý cô bác anh chị em mình một cái nhà đang có một cái hàng rào, một cái cổng rào trồng từ làm từ bông rang khá là đẹp và đang rực rỡ những ngày cận Tết quý cô chú anh chị em. Thì so với mặt đường bên kia là đường nhựa thì quốc lộ 80 xe cộ có vẻ rất là đông đúc. Thì bên đây là một cái đường lộ đan cho một cái lộ nông thôn, và giống như là cách một chia một cái con gạch thôi là nó đã khác hai một cái xã, giống như là một nơi là yên bình còn một nơi là khá là nhộn nhịp so với đường bên kia. Thì đây là một cái hàng rào và kèm theo là những cái cây bông trang phải nói rất là đẹp. So với những cái nhà kiên cố làm từ bê tông, làm từ xi măng, những cái hàng rào kiên cố bằng đồng, bằng thép, thì đây là một cái kiểu mẫu hàng rào từ nông thôn và đang rực rỡ hoa như thế này. Những cái cây bông trang trồng tàn thông phải nói là kín hoa hết, không còn một cái lá, không thấy một cái lá luôn quý cô bác chị. Rất là đẹp luôn. Cây này thì nguyên một cái đường lộ này tầm khoảng vài chục cây, và cái hàng rào phía bên bờ bên đây cũng tầm khoảng 20 mét. Đó, thì những cái cây mai cũng đang chuẩn bị bung những cái hoa để chuẩn bị cho một cái Tết. Thì cái hàng rào này thì chiều dài tầm khoảng 2 mét và cái đường kính của cái hàng rào thì tầm khoảng 1m1, 1m2, khá là mịn luôn. Cái này quý cô chú anh chị em mình để đồ lên đây là nó không rớt luôn nha. Thì đây là một cái động lực để quý cô bác anh chị em mình có thể sưu tầm bông trang và mình trồng trước cửa nhà, mình làm hàng rào con rất là mạnh luôn. Thì chiều cao cũng tầm khoảng 1m2 nha, 1m2 đó, khá là dài. Cái này thì chắc có thể là ngay Tết luôn quý anh chị em, thì tại vì hôm nay là ngày 24 rồi, thì còn khoảng một tuần nữa thì đây là nó sẽ phủ kín lá hết. Hiện tại hôm nay thì chắc có thể là anh Phước không có nhà. Một cái hàng rào phải nói cực kỳ đẹp luôn. Cái dàn khung ở trong này rất là cứng nha. So với những cái bức tường để làm hàng rào kiên cố thì đây là một cái hàng rào làm từ bông trang và được tô sắc những cái đợt hoa nó lên. Phía bên trong thì có những cái cây mai rất là to. Và bờ bên đây là những cái cây thông được trồng từ bông trang, nó đang phun kín lá hết. Một cái vẻ đẹp đậm chất ở miền Tây. Và có những cái nơi miền Tây như thế này, lộ nông thôn thì mình mới trồng được như thế này. Ngoài những cái nơi khác thì đa số là đường nhựa và được thảm bê tông, nên rất khó trồng được những cái cây như thế này do cái địa hình đó. Miền Tây sông nước thì thoải mái về cây trái và hoa ha. Cây này nó cao tầm khoảng 2 mét mà nó không thấy lá luôn. Tết có như thế này thì khỏi phải trang trí hoa, vừa mai vàng nở và những cái cây bông trang như thế này kèm theo cái hàng rào nữa. Ngay cái cổng chính là một cái khung làm từ cái cổng từ mai chiếu thủy á. Quá đẹp luôn. Có chú rồi, để mình vô mình trò chuyện một tí ha, để chia sẻ về cái cách trồng và quý cô bác anh chị em mình có thể chiêm ngưỡng nha. Một cái khung cảnh phải nói là đậm chất miền Tây. Đây là cái động lực để quý cô chú anh chị em mình năm tới có thể sưu tầm bông trang về mình trồng. Đó, rất là đẹp quý cô chú anh chị. Cái này đây lên đó cũng tầm khoảng cả chục mét quý anh chị em, hàng rào phải nói là khá là cứng á. Đó, chắc chắn và đang rất là thành phẩm á. Để mình vô mình trò chuyện với chú á. Ngoài những cái hàng rào thì có những cái cây mai rất là to đang cũng đang búp nụ á. Rất là đẹp á. Chào chú. Anh Phước bữa nay không có nhà chú? Có, không có nhà.
Cái hàng rào của mình nó chiều dài tầm khoảng bao nhiêu mét đó chú? 20 mấy mét ha. Chú trồng bao lâu rồi? Cả chục mười mấy năm rồi. Dạ, mười mấy năm rồi ha. Còn những cái cây thông đó thì mình trồng bao lâu rồi, chú? Thông đó phải 10 năm rồi đó, 8-9 năm rồi đó. À, nó cũng rất là dài rồi hả? Như cái hàng rào này thì nói chung là nó kiên cố như thế đó rồi. Nói chung là mình dùng từ kiên cố đi. Và những cái cây thông đó nó đang rực rỡ hoa thì hồi trước cái giờ mình có giao lưu hay là mình để mình sưu tầm mình chơi chú? Cái đó như là mình sưu tầm mình chơi rồi mình giao lưu cũng có vậy. Dạ. Một con thấy nó cái lô này nó không thấy cái lá luôn. Rất là đẹp luôn. Có ai từng hỏi mua cái hàng rào mình không? Cái hàng rào thì người ta không hỏi mua, có cây ngoài mua. Dạ. Rất là đẹp ha. Cái Tết chắc có thể là cái lô này mình khỏi trang trí bông gì thêm quá. Đúng rồi. Con thấy trong vườn chú cũng có mai nhiều đó, tầm khoảng bao nhiêu gốc chú? Cái 70-80. Dạ. Năm nay mình có bán chưa chú? Chưa. Dạ. Nhỏ quá. Dạ, mình để nuôi tiếp ha. Dạ. Dạ. Cái hàng rào thì phải nói rất là đẹp luôn. Cái cổng đó là cái này là cổng này là mình làm hai cây mai chiếu thủy hả chú? Cái này lá lớn quá. Dạ, rất là lâu rồi. Mai chiếu thủy lá lớn với cô chú anh chị. Làm một cái cổng rào cái vòm ha. Còn trang á thì chú cơi tàn cắt rất là kỹ luôn. Đây những cái cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Cái này là tầm khoảng 40-50 cây quý cô chú anh chị em. Và nó đang rực rỡ như thế này nè. Cái hàng rào thì vô tình mình đi trên một cái đoạn đường thì những năm trước mình đã thấy, và năm nay thì mình quay trở lại đây thì chúng cũng đang làm cắt như thế này để cho nó ra kịp Tết và chuẩn bị Tết á. Tại vì bông trang nó nở rất là lâu quý cô chú anh chị em. Hàng rào này thì có chiều dài tầm khoảng, theo như chú chia sẻ là tầm khoảng 25m nha. 25m. Đây, những cái mái ở trên này nó đang chuẩn bị còn búp nữa nè. Nó nở là khi mà ra thì không thấy lá như thế này. Rất là đẹp luôn. Những cây mai của chú thì theo như chú chia sẻ thì chưa có bán. Năm nay tình hình hoa kiển thì nói chung thì có những cái loại ví dụ như là giấy hoa là những cái thứ khác thì rất là chuộng hàng. Mai vàng do cái giá trị nó kinh tế nó cao nên bán thì cũng tùy theo cái thị trường nữa. Đó, đây là một cái mẫu hàng rào đậm chất ở miền Tây nha quý cô bác anh chị em. Mình thường thấy miền Tây khá là nhiều về những cái hàng rào ví dụ như bằng nguyệt quế. Làm từ những cái loại cây kiển, nhưng mà đây là đậm chất về bông trang để mình có thêm những cái màu. Thì như nguyệt quế thì nó nở thơm đó. Thì đây là một cái cách chia sẻ để quý cô bác anh chị em mình lấy một cái cảm hứng để mình làm cái hàng rào như thế này. Và nếu như quý cô chú anh chị em mình muốn trồng cái hàng rào như thế này thì mình có thể mua những cái chậu trang công trình tầm khoảng 30.000, mình về mình trồng và mình nuôi dài dài lên và mình con tàn cho nó mịn thôi. Thì trên kênh Pháp Thái thì cũng đã từng chia sẻ và gửi tới quý cô bác anh chị em những cái mẫu cây giống của trang rất là nhiều. Thì quý cô chú anh chị em mình tùy thôi, mình muốn thích cái màu nào thì mình trồng cái màu đó ha. Đó, còn đây là những cái cây một cốt tàn thông, theo như chú chia sẻ thì trồng cũng khá là lâu rồi và để như thế này thì nó giót đọt lên thôi. Theo như một cái khung cảnh giữa hai bên, một bên là nhộn nhịp về cái phố xá, còn một bên thì có vẻ yên bình, rất là yên bình. Xe cộ thì thưa, ít chạy. Và đây là một cái nơi để quý cô bác anh chị em mình có thể thư giãn và dưỡng những ngày mà mình làm việc căng thẳng vất vả ha. Khá là đẹp. Rồi, một cái đoạn clip chia sẻ về cái mẫu hàng rào ở đậm chất ở miền Tây gửi tới quý cô bác anh chị em mình. Và cũng không quên gửi lời chúc quý cô bác anh chị em mình một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài thịnh vượng và mua bán những ngày cận Tết này được nhiều thành công, đắt hàng. Gửi tới quý cô chú anh chị em mình nha.